Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các chị em, các ba mẹ, các cha mẹ, các bậc phụ huynh cái sản phẩm mà chị cháy, chị dầu gội sạch cháy, sạch trí rất là tốt luôn. Đó là sản phẩm chị tắm của Thanh Mộc Hương các bạn nhé. Tập đoàn Thanh Mộc Hương của dân tộc Dao và có thể nói là đây là một trong những tập đoàn về thuốc nam rất là lớn của dân tộc Dao luôn. Đối với những sản phẩm của công ty thì 100% chiết xuất từ thiên nhiên. Do vậy là các mẹ, các phụ huynh yên tâm khi mà con cái mình sử dụng cũng như là mình sử dụng không hề ảnh hưởng gì cả, kể cả những bé đang rất là nhỏ. Các bạn biết là hiện nay thì các bạn thấy là ngày xưa là chúng ta mới thấy cháy dặn thôi. Đấy, nhưng mà các bạn thấy là đến một cái thời điểm đấy như hiện nay đây, tại thời điểm hiện nay có rất là nhiều nhiều các bé là đang bị cái vấn đề về cháy, về dặn, về trứng, về trĩ rất là nhiều. Và các bạn thấy là cái loại này nó hút máu rất là kinh. Nên là nhiều bé có ăn bao nhiêu các bạn thấy là trĩ cháy cháy nhiều là nó cũng hút hết cả cho chúng ta rồi. Nên là bé còi cọc chậm lớn là nhiều khi là cũng do cả cái vấn đề về cháy dặn này, không tập trung học hành được bởi vì nó rất là ngứa ngáy, nó bò lấm tấm ở trên đầu luôn. Nhưng giống như là chúng ta quay lại cái thời ngày xưa ấy, ngày xưa các bạn thấy là rất là nhiều chứng trĩ nhưng mà sau chúng ta không có cháy dặn, không có chứng trĩ gì cả mà tự dưng bây giờ rất là nhiều luôn. Và nhiều chị em thì nhiều ba mẹ thì không biết là sử dụng cái loại nào, dầu gội nào để mà sạch được hết đi. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái sản phẩm dầu gội sạch trĩ sạch cháy, đó là cái sản phẩm trị tắm của Thanh Mộc Hương với cái thành phần đó là Pimitrin, tinh dầu bưởi, sodium, amoni, clo, mùi thơm, nước tinh khiết. Và các bạn thấy là cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho là tiêu diệt nhanh các loại ký sinh trùng trên giấy, trên da như là trĩ, dận, dẹp. Đấy. Và cái cách dùng đó là chúng ta cho nước ướt vào tóc đi. Sau đó là chúng ta cho một cái dầu gội, cho một ít dầu gội lên tóc, trà sát khắp da đầu, tránh vào mắt đó. Và xả nước gội lại hai lần, vò kỹ khoảng 2 phút. Đấy, nói chung là trong này nó sẽ có hướng dẫn cho các bạn rồi rồi. Nếu mà bạn nào mà thấy là con mình bị nhiều thì các bạn nên ủ cho mình độ tầm 10-15 phút thì nó sẽ tăng cái hiệu quả lên rất là nhiều. Đấy, tăng cái hiệu quả lên rất là nhiều. Đó. Và đây là cái sản phẩm mà chúng ta có thể gội lại như trên vào ngày thứ 8 và thứ 15 sẽ đảm bảo hiệu quả, tức là cứ tầm cách 8 ngày là chúng ta lại gội một lần cái sản phẩm này để cho sạch tật luôn các bạn nhá. Đấy, nếu mà các bạn vẫn đang còn thắc mắc cho cái sản phẩm trị cháy này của Thanh Mộc Hương thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mua để được hàng chuẩn này. Đối với sản phẩm chuẩn gỗ công ty thì bao giờ bên ngoài nó sẽ có một cái ton tem cũng như là lớp ni lông để bao bọc sản phẩm và có một cái mã gọi là mã số xác thực. Các bạn chỉ cần cào cái mã số này ra, soạn tin nhắn là XT mã số này đọc cào ra và gửi đến tổng đài 8137 là các bạn có thể nhận được tin nhắn. Tin nhắn cái mã gửi về sẽ trùng với cái mã ở trên này luôn. Nên là không bao giờ mà hàng nhái nó làm nhái được đâu. Đó, nên các bạn chỉ cần đúng con cho mình những cái đặc điểm đấy thì không bao giờ mua được cái hàng nhái. Sản phẩm này thể tích nó là 100ml và các bạn sử dụng rất là an toàn, không bị gây kích ứng da, dùng rất là tốt cho các bé nếu mà đang bị cháy dặn. Đấy, còn thắc mắc các bạn cứ gọi hoặc là inbox cho mình nhá. Zalo, Facebook mình cũng dùng số là 0985 38298 hoặc là 0966 269 515. Ok, xin chào mọi người.